Tình nguyện mến chào và cảm ơn anh chị em đã quay trở lại kênh Khâu chuẩn bị thánh lễ tấn phong giám mục phó giáo phận Bắc Ninh Du Xe Đỗ Quang Khang Trên trang Facebook của Du Xe Mai Hiền Có bài viết Khâu chuẩn bị thánh lễ tấn phong giám mục phó giáo phận Bắc Ninh Du Xe Đỗ Quang Khang Một số hình ảnh dưới đây là mọi người cùng chung một lòng, một tay để chuẩn bị cho ngày lễ tấn phong Đức Tân Giám Mục, Du Xe Đỗ Quang Khang, được diễn ra một cách tốt đẹp, cho dù ở thế giới bên ngoài dịch bệnh vẫn còn lan tràn khắp mọi nơi. Trong hình ảnh, chúng ta nhìn thấy từ quý cha, quý thầy, quý sơ, đến quý cộng đoàn mỗi người mỗi công việc cụ thể, mỗi người mỗi nhiệm vụ khác nhau, người hướng dẫn, người thì khiêng ghế, người trang trí lễ đài, người quét dọn nơi tổ chức thánh lễ, một cử chỉ tốt đẹp và mang tính chất hiệp hành, là cùng đi với nhau và cùng làm và đồng hành với nhau. Hầu diễn ra một cách xứng đáng cho buổi cử hành thánh lễ trọng đại mang chiều kích của giáo hội. Chương trình cụ thể như sau. Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021, 17 giờ kinh chiều trọng thể, nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của đức tân giám mục thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 9 giờ thánh lễ tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 19 giờ thánh lễ tạ ơn thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2021 18 giờ Đức Tân Giám Mục Du Xe sẽ dân thánh lễ tạ ơn tại giáo sứ Từ Đức Hạt Thủ Đức Tổng Giáo Phận Sài Gòn để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cũng như Ngài xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Vì giáo sứ Từ Đức này là nơi Đức Tân Giám Mục được sinh ra và lớn lên. Hiện nay bà cố và gia đình của Ngài vẫn hiện diện và sinh hoạt tại nơi đây tiện cho việc theo dõi của cộng đoàn dân chúa giáo phận bắc ninh sẽ phát trực tiếp thánh lệ tấn phong giám mục trên trang web giáo phận bắc ninh org và trên kênh youtube giáo phận bắc ninh xin mọi người cùng tham dự thánh lệ tấn phong qua phương tiện truyền thông và cùng hiệp ý cầu nguyện cho đức tân giám mục du xe của chúng ta được xứng đáng là vị mục tử như lòng chúa mong ước nguồn ảnh facebook giáo phận bắc ninh nguồn bài viết du xe mai hiền